sau khi ăn xong cơm tối lục trần dẫn kỳ kỳ đi công viên tản bộ vừa mới ăn cơm xong anh cũng thích đi tản bộ hoạt động một chút em gái hai ngày nữa anh sẽ có tiền lương mấy ngày này phiền em chăm sóc mẹ cho tốt em yên tâm có lương anh sẽ gửi ngay cho em lúc này lục trần dẫn kỳ kỳ tới trước một cây đại thụ thì thấy một thanh niên mặc đồ công nhân ngồi xổm ở dưới gốc cây nói chuyện điện thoại sau khi gọi xong lại vùi đầu khóc lên Mẹ ơi, con xin lỗi, tháng này con không thể gửi tiền cho hai người. Hai người nhất định phải cố gắng lên. Đồng nghiệp của con bị bệnh không có tiền phẫu thuật, tiền của con đều cho hắn mượn cả rồi. Tiếng khóc của thanh niên rất nhỏ, nhưng nghe được cậu đang rất đau khổ. Một bên là người mẹ đang cần tiền, một bên là tiền phẫu thuật của bạn thân. Cuối cùng cậu ta lựa chọn bạn thân nhưng lại thẹn với mẹ. Bố ơi, chú hồi nãy khóc thương quá có phải chú ấy bị người khác bắt nạt không lúc ra về kỳ kỳ kéo tay lục trần hỏi ừ có lẽ là bị bắt nạt lục trần gật đầu trong lòng có chút xúc động với việc làm của người thanh niên đúng rồi cậu ấy bị bắt nạt nhưng không phải bị người bắt nạt mà là bị hiện thực bắt nạt anh nhớ tới thời gian khi mình chưa kế thừa gia sản đoạn thời gian đó vì chữa bệnh cho con gái mà anh cũng đã từng bất lực và bàng hoàng tiền không phải vạn năng nhưng bạn không thể không thừa nhận sống ở xã hội bây giờ không thể không có tiền chú kia có lẽ là đói bụng chúng ta đi mua một hộp cơm cho chú ấy ăn chú ấy sẽ không khóc nữa lục trần nói xong liền đi về phía công viên trước cửa công viên vừa lúc có một quán ăn nhỏ vâng ạ à, vâng ạ à. thầy giáo dạy bọn con nếu khi người khác gặp khó khăn thì chúng ta cần giúp đỡ hết mình chúng ta mời chú kia ăn cơm cũng coi như là giúp đỡ rồi Ừ, đúng rồi, nếu như chúng ta có năng lực sẽ tận lực giúp đỡ những người khó khăn. Lục Trần xoa đầu kỳ kỳ, sau đó vào quán cơm mua một phần đồ ăn. Sau đó anh lấy năm ngàn từ trong ví bỏ vào hộp đồ ăn, lại mang kỳ kỳ trở lại công viên. Lục Trần thấy thanh niên kia vẫn ngồi dưới gốc cây, lập tức đưa hộp đồ ăn cho kỳ kỳ rồi nói. Kỳ kỳ, mang hộp cơm cho chú ấy đi con kỳ kỳ cũng không chú ý tới trong hộp đồ ăn có phải là cơm hay không nhận lấy hộp cơm rồi cao hứng đi về phía thanh niên kia kỳ kỳ cầm hộp đồ ăn tới gốc cây thấy người thanh niên vẫn đang ngây người ở đó cô bé giơ hộp đồ ăn trong tay ra chú chú vẫn chưa ăn cơm đúng không đây là đồ bố cháu mời chú ăn cô bé vừa nói vừa chỉ về phía lục trần ở nơi không xa thanh niên nhìn thấy một bé gái đáng yêu đầu tiên ngẩn ra một chút sau đó nhìn về phía kỳ kỳ đang chỉ chỉ nhìn thấy một người trẻ tuổi cũng đang nhìn anh ta gật đầu mỉm cười trong lòng không biết cảm xúc là gì chú chú mau ăn đi đây là đồ bố cháu và cháu mua từ bên ngoài về cho chú kỳ kỳ cầm hộp đồ ăn nhét vào tay người thanh niên rồi xoay người chạy về phía lục trần người thanh niên vô tức nhận lấy hộp đồ ăn muốn nói gì đó nhưng phát hiện bản thân không nói ra được một từ nào anh ta sáng nay chỉ ăn mấy cái bánh bao, đúng thật là có hơi đói. Anh ta nhìn bóng lưng của Kỳ Kỳ và Lục Trần thầm nói tiếng cảm ơn. Nhưng khoảnh khắc mở hộp đồ ăn ra, anh ta lập tức trợn tròn mắt. Anh ta kinh ngạc nhìn thấy ngàn tệ tiền mặt, sau đó vội vàng ngẩng đầu nhìn Lục Trần. Nhưng lúc này Lục Trần đang nắm tay Kỳ Kỳ đi ra ngoài công viên. Chúc người tốt các người cả đời bình an. Người thanh niên xúc động nhìn theo bóng lưng của Lục Trần và Kỳ Kỳ, lúc này trong lòng anh ta đã hiểu rõ vừa rồi khi anh gọi điện về nhà đúng lúc hai bố con họ đi qua lúc đó anh ta không để ý nhưng cuộc nói chuyện của anh ta nhất định đã bị hai bố con họ nghe thấy đối với sự giúp đỡ của lục trừng anh ta ghi nhớ mãi trong lòng và sẽ càng ghi nhớ dáng vẻ của hai người trong đầu khoản tiền này đối với anh ta mà nói thật sự rất quan trọng anh ta vừa cho bạn mượn tiền làm phẫu thuật Sao biết được là nhận được điện thoại của em gái nói mẹ cũng bị bệnh nhập viện, cần anh ta gửi tiền về cho mẹ khám bệnh. Nhưng bạn anh ta lúc này cũng không thể trả tiền được, không ngờ lại gặp được người tốt. Buổi tối khi Lâm Di Quân trở về, thật sự đã uống say mềm ra như bún, là liễu nhan kỳ đưa cô về. Lục Trần hơi cau mày, anh không quản việc Lâm Di Quân ra ngoài uống rượu với bạn, nhưng anh không thích Lâm Di Quân uống say, Nghĩ đến hôm nay Lâm Di Quân thăng chức phó tổng, chắc hưng phấn quá độ, vì thế mới uống thoải mái như vậy. Anh bèn không nói nhiều gì nữa. Anh Lục, về chị Di Quân giao cho anh nhé, em về đây. Liễu Nhan Kỳ sau khi giao Lâm Di Quân cho Lục Trần liền nói. ừm um, đi đường cẩn thận. Đúng rồi anh Lục, anh nói thiên thật đấy, em thật sự được kỹ thuật Di Kỳ điều đi rồi. Hôm nay giám đốc hứa của kỹ thuật Di Kỳ đến sát hạch, em cũng thông qua sát hạch rồi. Liễu Nhan Kỳ nhớ lại ban đầu Lục Trần nói chắc nịch chuyện cô sẽ được điều đến kỹ thuật di kỳ làm quản lý. Mặc dù cô biết chuyện này chẳng có chút liên quan gì đến Lục Trần, nhưng vẫn cảm thấy lúc đầu Lục Trần nói rất chuẩn. Ha <laughs> ha, vậy chúc mừng em, sau này đến kỹ thuật di kỳ chăm chỉ làm việc, thì ở đâu cũng phát sáng, chỉ cần em nỗ lực nhất định sẽ được báo đáp. Ừ, khoảng thời gian này ở bên cạnh chị Di Quân em học được rất nhiều. Làm người đúng là phải chân thành, mà thôi anh mau dìu chị ấy đi nghỉ đi Em cũng quay về nghỉ đây Liễu Nhan Kỳ nói xong lập tức đi ra cổng của nhà Lục Trần Đồ lừa đảo Buông tôi ra tôi không cần anh quan tâm Lục Trần dìu Lâm Di Quân nằm xuống sofa Pha cốc trà tỉnh rượu cho cô đã bị Lâm Di Quân hất một cái Nhưng bởi vì dùng lực quá mạnh Lâm Di Quân cũng ngã trên ghế Lục Trần bị hành động của Lâm Di Quân làm giật mình Trong lòng nghĩ lẽ nào cô ấy phát hiện ra gì rồi Tuy trong lòng có chút nghi ngờ nhưng anh vẫn đi pha trà cho cô. Uống ly trà giải rượu này đi. Lục Trần đưa cốc trà cho Lâm Di Quân. Tôi không cần anh lo. Lục Trần ngẩn ra, dựa vào hiểu biết của anh về cô, anh cảm thấy Lâm Di Quân chắc đã phát hiện ra gì đó. Nhìn Lâm Di Quân đi vào phòng ngủ, cạch một tiếng khóa cửa phòng ngủ lại, trong lòng anh chỉ có cười khổ. Rốt cuộc có nên nói với cô thân phận thực sự của bản thân không? trong lòng lục trần có chút tranh đấu nhưng nghĩ đến lâm di quân không phải là người giữ mồm giữ miệng anh vẫn quyết định tạm thời không nói chân tướng cho cô nếu không không biết chừng ngày nào đó cô sẽ nói với vương tuyết vương tuyết lại càng không thể giữ mồm giữ miệng đến lúc đó chỉ cần chuyện của anh ở du châu truyền đến thủ đô anh tin dựa vào tiềm lực của mẹ cả chả mấy chốc mà bà ấy sẽ tìm được đến đây nếu hiện tại anh chỉ có một mình anh còn có thể buông tay chứ không đấu tranh nhưng hiện tại anh là người đã có gia đình. Anh phải suy nghĩ về an toàn của họ. Sau khi Lục Trần đưa ra quyết định, cũng không suy nghĩ nữa, quét dọn sân dựa vào sofa xem tivi. Độ phòng vệ của biệt thự tiêu gia ở thủ đô không kém gì hương sơn biệt nghệ, nơi ở của các lãnh đạo cao cấp quốc gia. Biệt thự của tiêu gia được xây dựng trên đỉnh núi Yến, cách xa thành phố, nhưng hiện rõ sự thần bí khác thường. Bởi vì ngọn núi này đã bị tiêu biệt tình mua lại, nên càng riêng tư hơn đến khu du lịch của núi yến cũng bị bà ta thu mua đồng thời không mở cửa với bên ngoài mười năm trước tiêu biệt tình đến thủ đô mở rộng thế lực ở thủ đô thành lập cả phân nhánh tiêu gia ở thủ đô phân nhánh của tiêu gia đã lập nên một nguồn lực mới khiến cho các nhân vật lớn của các gia tộc có tiếng không thể không coi trọng lúc này chủ nhân của biệt thự tiêu biệt tình đang lười biếng dựa người trên sofa một người đàn ông trung niên đang bóp vai cho bà động tác của người đàn ông trung niên mềm mại lực bàn tay vừa phải khiến cho tiêu biệt tình rất hưởng thụ cảm giác này phu nhân trước đó có người hầu báo lại với tôi nói là phát hiện mạc da bị ép vào đường chết lại cải tử hoàng sinh rồi người đàn ông trung niên nhẹ nhàng nói ồ chắc là trước khi đi lục thiên hành cho bọn chúng một khoản tài sản tiêu biệt tình không để tâm nói Chắc không phải, nghe nói mạc gia có thể chết đi sống lại là do đột nhiên nhận được một khoản đầu tư thần bí, hình như khoảng 20 tỷ. Mạc gia không công khai ra ngoài người đầu tư là ai, nhưng người của chúng ta thăm dò được một chút manh mối. 20 tỷ đó là của một nhà giàu thần bí ở Du Châu đầu tư. Người trung niên nói, Ừm, ông đi điều tra xem là người thần bí nào. Tôi đoán rằng hắn đầu tư cho Mạc Gia, chắc là muốn nhờ vào Mạc Gia đánh vào giới thương nhân ở thủ đô. Tiêu biệt tình gợt đầu Bà ta đến thủ đô Không có giả tâm lớn Chỉ có một giả tâm duy nhất Là trả thù lục thiên hành Vợ của lục thiên hành đã chết Nghe nói tạp chủng lục trần kia cũng đã chết Lục thiên hành lại bị bà ta ép đến thủ đô Còn về mạc da, Trong mắt bà ta giống như một con kiến Bà ta không có hứng thú động đến bọn họ Ừm đúng rồi Chúng tôi còn điều tra được Hơn nghìn tỷ tài sản của lục thiên hành Mất tích một cách thần bí đồng thời toàn bộ chuyển vào một tài khoản thần bí, và tài khoản này không thuộc quần sở hữu của lục thiên hành. Tôi nghi ngờ tên tạp chủng kia vẫn chưa chết, tài khoản đó đang nằm trong tay tên lạp chủng trục thần. Người trung niên lại nói, Cái gì? Ông nói tên tạp chủng lục trần đó chưa chết. Tiêu biệt tình thoát cái ngồi thẳng dậy, trong mắt hiện ra tia sáng u tối. Ngày hôm sau, Lâm Di Quân thức dậy từ sớm, cả ngày không chịu nói câu nào với lục trần rõ ràng trong lòng cô vẫn còn đang rất tức giận. Không, không đơn giản chỉ là tức giận, mà còn vô cùng đau đớn. Kết hôn 4 năm, bị lừa 4 năm, dù đổi thành bất kỳ người phụ nữ nào khác cũng đều sẽ không tức giận một cách đơn giản vậy đâu. Lâm Di Quân tỉnh dậy, Lục Trần cũng tỉnh. Anh yên lặng nhìn Lâm Di Quân đang buồn bực không muốn nói chuyện với mình. Thậm chí anh thiếu chút là đã nói về chuyện này. Sau khi Lâm Di Quân ra khỏi nhà, lục trần cũng ngồi dậy sau khi đánh răng rửa mặt xong lập tức đi vào nhà bếp làm bữa sáng cho kỳ kỳ đưa kỳ kỳ đi nhà trẻ xong anh dự định sẽ đến siêu thị một chuyến tuy rằng tả thanh thành không dám tiếp tục phái người đến siêu thị gây chuyện nhưng anh biết trương đạo nhân nhất định sẽ sai người tới cũng là chuyện xảy ra mấy ngày nay thời gian này anh vẫn hơi lo cho ngô lỗi anh sợ lòng tự tin của ngô lỗi bị đả kích cũng may ngô lỗi không khiến anh phải thất vọng. Hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ do chính cậu nói muốn làm đã vô cùng thành công. Lục Trần mới sáng sớm đã đến trước cửa siêu thị. Tuy siêu thị còn khoảng nửa tiếng nữa mới bắt đầu mở cửa, nhưng bên ngoài đã có hơn trăm người đang đứng xếp hàng. Trên tay bọn họ đều cầm phiếu khuyến mãi được phát ra trong hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ. Trong đó, người trung niên cùng người cao tuổi chiếm đa số hàng hóa của siêu thị thịnh thế chắc chắn không có vấn đề gì. Hơn nữa mấy ngày nay có cảnh sát ra mặt hỗ trợ, dẹp yên những tin đồn ác ý cạnh tranh không lành mạnh. Mọi người cũng dần dần tin tưởng lại siêu thị hơn. Mọi người coi như đã hiểu rõ rồi, không phải do hàng hóa của siêu thị có vấn đề, mà là do ông chủ của siêu thị đã đắc tội với người khác mới bị người xấu hãm hại. Nhìn qua thì thấy đa số đều người lớn tuổi đang đứng xếp hàng. Lục Trần lấy điện thoại ra gọi cho Ngô Lỗi, nói cậu đến thúc giục nhân viên công tác đến sớm một chút, nhanh chóng mở cửa, không thể để cho những người lớn tuổi này đứng xếp hàng quá lâu. Sau đó anh lại gọi điện thoại cho Tống Hải, đánh thức Tống Hải còn đang ôm tình nhân ngủ ngon mơ đẹp, bảo cậu dẫn thêm mấy người đến làm bảo vệ tạm thời, tránh trường hợp có xảy ra náo loạn, khiến cho những người lớn tuổi đang xếp hàng đợi mua đồ đứng ở ngoài bị thương. Lục Trần không đi xa, cũng không chào hỏi đám người ngô lỗi chỉ tiếp tục quan sát tình hình. Sau khi siêu thị mở cửa, tuy rằng đã là buổi trưa, nhưng người đến mua hàng còn nhiều hơn so với giờ cao điểm. Có thể thấy được hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ của ngô lỗi đề ra lần này rất thành công. Đến tận hơn 12 giờ, mọi thứ đã được tiến hành theo đúng kỳ vọng, cũng không có ai đến gây sự. Lục Trần mới rời khỏi siêu thị chuẩn bị đi ăn cơm. Lục Trần vừa đi ăn cơm trưa, vẫn còn chưa đến được nhà ăn, đã thấy ở trong một con ngõ nhỏ, có mấy tên vóc dáng vạm vỡ đang mạnh bạo lôi kéo Vương Tuyết và Lâm Di Dài vào trong một chiếc xe van, sau đó lái xe đi. Lục Trần nhíu mày, sau đó lập tức lái xe đuổi theo. Mẹ con Vương Tuyết và Lâm Di Dài bị cưỡng ép kéo lên xe. Trong lòng đều có chút hoảng loạn, đặc biệt là Lâm Di Dài, sợ đến mức mặt mày trắng bịch. Các người làm gì vậy? tại sao lại muốn kéo theo chúng tôi? Vương Tuyết cố làm ra vẻ trấn tĩnh. Ông chủ của chúng tôi muốn gặp bà. Một tên to con thản nhiên nói xong, ánh mắt cũng không kiên nể gì nhìn thân thể lâm di dai. Ngoại trừ tài xế, bà tên đô con ngồi phía sau đều dương mắt nhìn khắp người lâm di dai. Điều này vừa khiến cho lâm di dai cảm thấy không thoải mái, trong lòng lại càng thêm sợ đám người kia. Đám người này vừa nhìn đã biết là không phải người tốt ông chủ của các người là ai chúng tôi cũng không quen mấy người ông chủ của chúng tôi là anh báo bà chắc chắn là mình không biết một tên đô con bỡn cợt nhìn vương tuyết nói vương tuyết giật thót tim anh báo là thế lực ngầm nằm dưới trướng một thế lực khác chuyên đi cho vay nặng lãi mấy ngày trước bà ta lén tiêu sạch tiền tiết kiệm sau đó nghe lời bạn bè giới thiệu đi vay nặng lãi của anh Bảo một triệu bà ta thừa nhận đến ngày thứ hai thì vẫn còn tiền nhưng đến giờ thì bà ta đã tiêu sạch chỗ tiền đó từ lâu, căn bản không trả lại được cho anh báo. Bây giờ đã quá 5 ngày, vì để không bị người của anh báo tìm được, mấy ngày này bà ta đều xin nghỉ không đi làm, không ngờ hôm nay vẫn bị tìm thấy. Các người nhận nhầm người rồi, chúng tôi rõ ràng là không quen biết anh báo anh hổ gì cả. Nếu các người không thả chúng tôi ra, chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Vương Tuyết cũng hiểu một chút về tính cách của anh báo. Thủ đoạn tàn nhẫn, đối nhân sự thế càng hung hăng. Nếu như rơi vào tay của hắn, bản thân bà ta không biết sẽ có kết cục gì, nhưng mà con gái của mình chắc chắn sẽ không thoát khỏi được một trận ác mộng. Đặc biệt là khi nhìn thấy mấy tên thô kịch này dùng ánh mắt không được sạch sẽ nhìn con gái của mình, bà ta lại càng thêm sợ. Báo cảnh sát, tên đua con cười, chớp mắt đã cướp được chiếc điện thoại Vương Tuyết đang nắm trong tay một tên khác cũng ép Lâm Di Giai phải lấy điện thoại của mình ra. Tôi cảnh cáo bà, mọi người đều là người trưởng thành rồi, tôi khuyên mấy người không nên tắt oai tắt quái, nếu không đừng trách bọn tôi không khách khí. Tên đua con lạnh giọng nhìn Vương Tuyết. Nếu hôm nay bà không trả tiền, vậy thì... Tên đua con dâm tà nhìn Lâm Di Giai. Vậy thì đưa con gái của bà đến bù nợ cho anh báo. Vương Tuyết trong lòng rung rẩy vốn dĩ bà ta không thể trả nổi, trong lòng lâm di giai vô cùng sợ quay đầu nhìn về phía vương tuyết mẹ sao mẹ lại có thể đi vay nặng lãi mẹ điên rồi sao đó không phải cũng vì mẹ muốn gỡ lại vốn sao vương tuyết không phục nói gỡ lại vốn mẹ đã thấy con nghiện bài bạc nào gỡ được vốn chưa bây giờ mẹ muốn hại chết cả nhà có phải không nhất là khi nghĩ đến bản thân mình sắp gặp phải tai họa trong lòng lâm di giai càng thêm tức giận lần trước ở trần gia Mẹ cô đột nhiên phát điên phát khùng, cố chấp muốn đánh bài với người ta. Lúc đó cô và Lâm Đại Hải chỉ nghĩ rằng họ chơi nhỏ thôi, vui chơi giải trí một chút, ai ngờ Vương Tuyết thắng được mấy ván bài nhỏ lại dám đánh với người ta một ván lên đến bạc trăm, bạc triệu, chớp mắt đã tiêu sạch 40 triệu lục trần kiếm về. Không ngờ rằng mấy ngày sau, Vương Tuyết lại mê muội mang hết tiền tiết kiệm trong nhà đi đánh bạc, không những thế lại còn đi vay nặng lãi lầm gì dài tức đến nghẹn hỏng. Vương Tuyết tự biết bản thân mình đuối lý, cúi đầu không dám nói tiếp. Rất nhanh xe van đã dừng lại bên ngoài cửa một bãi tắm, Mới tên đô con vạm vỡ kia lại túm lấy hai người lôi vào bên trong. Hai người Vương Tuyết muốn chạy cũng không được, muốn hét cũng không thấy được bảo vệ đâu. Giờ này sẽ không có ai đến bãi tắm, chỉ đành liều mình đi vào theo bên trong. Mấy người kia dẫn mẹ con Vương Tuyết đến đại sảnh lúc này trong đại sảnh có bốn tên đua con đang gào thét đánh bài trong đó có một tên mặc áo ba lỗ để lộ ra cánh tay đầy cơ bắp và cơ thể trắng chắc hắn chính là tên cho vay nặng lãi anh bảo đại ca của thế lực ngầm toàn khu nam bình anh bảo đã dẫn người đến rồi một tên to con trong đám bước lại gần nói bốn người anh bảo nghe vậy buông bài trong tay xuống ánh mắt đồng loạt nhìn sang hai mẹ con vương tuyết đặc biệt lúc nhìn đến Lâm Di Dài, trong mắt bốn người đều sáng như sau. Nhìn thấy anh báo, trong lòng Vương Tuyết lại càng thêm sợ, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng. Bà Tuyết, đến đây ngồi đi. Vương Báo không có khó chơi như trong tưởng tượng, ngược lại lại tỏ ra vô cùng ôn hòa. Trong lòng Vương Tuyết nhẹ nhàng thở phào, bà ta cũng sợ anh Báo không biết nói đạo lý, bắt ép bà ta trả tiền. Cảm ơn anh Báo, anh báo, cái kia, mấy ngày này tôi có chút việc bận, có thể dời lại vài ngày rồi mới trả tiền cho anh có được không? Trong lòng Vương Tuyết vừa thở vào, vừa cẩn thận đề phòng hỏi. Có thể chứ, cô gái xinh đẹp này chính là con gái của bà phải không? Thật là xinh đẹp đấy. Vương Bảo mỉm cười, ánh mắt cứ như chưa từng rời khỏi thân thể Lâm Di Giai. Lâm Di Giai cũng là hoa khôi của trường, Mỹ nữ giống như Lâm Di dai, nói thật thì Vương Báo đã sống hơn 30 năm nay, gặp qua rất nhiều nữ nhân nhưng vẫn chưa từng được thấy. Lúc đầu hắn đồng ý cho Vương Tuyết vay một triệu, cũng là bởi vì hắn bị thu hút bởi tấm ảnh chụp Lâm Di dai mà người kia đem đến. Vương Báo mới yên tâm cho Vương Tuyết mượn tiền. Bình thường các khoản vay nặng lại ít nhiều cũng sẽ được trả đúng hạn, càng không cần nó đến lãi để lãi quá hạn của các khoản vay lãi cao hôm nay nhìn thấy người thật của lâm di dài so với trên ảnh chụp còn đẹp hơn nhiều vương báo chớp mắt đã động lòng đúng đúng đây chính là con gái tôi di dài mau qua đây chào hỏi anh báo đi vương tuyết cẩn thận cười nói lấy lòng vương báo có thể gia hạn cho bà ta khiến bà ta có chút bất ngờ thật sự không nghĩ ra được các mặt khác của vấn đề chào anh báo lâm di dài có chút sợ chào hỏi vương báo người đẹp lâm không cần khách ký qua đây ngồi đi, lão ngủ mau đi rót trà. Vương báo gợt đầu, lại sai bảo một tên có thân hình vạm vỡ. Tên đùa con kia gợt đầu, nhanh chân chạy đi lấy trà. Anh báo, không cần trà cháo gì đâu, chúng tôi phải đi làm. Tiền của anh mấy hôm nữa tôi nhất định sẽ trả. Cảm ơn anh báo đã thư thả cho. Vương Tuyết đột nhiên phát hiện chuyện này có ý gì đó không đúng. Trong lòng muốn lập tức rời khỏi chỗ này hơn nữa nơi này là thế nào trong lòng bà ta cũng rất hiểu rõ nếu như để cho đám bạn bè kia biết được bà ta cùng con gái ở lì ở đây chắc chắn sẽ bị bàn ra tán vào bà ta thì không việc gì nhưng bà ta cần suy nghĩ cho con gái bà ta còn muốn con gái mình gả vào nhà giàu nữa nhất thời vương báo có chút không vui nhìn đại ca nhíu mày đột nhiên một tên to con hiểu ý trách móc anh báo mời mẹ con bà uống trà đấy là giữ thể diện cho mẹ con bà nếu như bà đã không biết tốt xấu như vậy, vậy thì lập tức mang tiền đến trả trợ cút đi. Đúng rồi, cộng thêm với tiền lại của mấy ngày hôm nay, tổng cộng là 1 triệu 200 nghìn. Tên đàn ông vạm vỡ bổ sung. Anh báo, lúc đó anh đã đồng ý lãi suất là 6% rồi mà. Sao mới có mấy ngày mà tiền lãi đã nhiều đến vậy? Vương Tuyết nghe xong lập tức phản bác lại. Cứ cho là vay nặng lãi, nhưng không thể hãm hại người khác đến vậy đây không phải là vay lãi mà là cướp của rồi. Trong lòng Lâm Di Dài chấn động, cô biết bản chất của vay nặng lãi đều là lừa lọc, đặc biệt là lúc này Vương Báo còn muốn cưỡng ép bắt cô ở lại, trong lòng cô lại càng thêm sợ. Vương Báo không nói gì, tên đua con kia lại cười lạnh nói. 6% Bà cho rằng chúng tôi mở ngân hàng sau. Làm phiền bà nhớ cho rõ, chỗ này của chúng tôi là cho vay lãi cao, Lúc đầu cũng nói với bà rồi, bà cũng đồng ý chúng tôi mới đưa tiền. Còn nữa tôi khuyên bà vẫn nên nhanh chóng trả tiền đi, nếu không mỗi ngày đều sẽ tăng thêm mấy trăm tiền lãi. Tôi sợ bà càng lâu để lâu sẽ càng không thể trả được. Anh báo, lúc đầu anh đâu có nói như vậy. Vẻ mặt của Vương Tuyết vô cùng thành khẩn nhìn Vương Báo, hy vọng Vương Báo có thể đồng tình với bà ta. Nhưng đáng tiếc Vương Báo lại khiến cho bà thất vọng. Lão Tam, Cậu đi lấy hợp đồng ra đây cho bà Vương xem đi. Vâng. Tự mình mở to mắt mà nhìn đi. Đây chính là chữ ký cùng với dấu vân tay của bà. Tên đua con đưa giấy nợ cho Vương Tuyết. Vương Tuyết nhìn nội dung trên tờ giấy một cái mặt cắt không còn một giọt máu. Lúc đó bà ta chỉ muốn nhanh chóng lấy được tiền để đi gỡ vốn. Hoàn toàn không đọc xem trên giấy nợ viết những điều khoản gì. Tiền lãi một ngày là 40.000 bắt đầu tính từ ngày đưa tiền vay đến hôm nay mới là ngày thứ năm, cũng vừa tròn 200 tiền lãi. Bà Vương, Vương bảo tôi cũng là làm ăn một cách quang minh chính đại, nếu bà không ký tôi có thể đưa tiền cho bà vay sau. Được, tôi trả là được chứ gì, nhưng mà ít nhất anh cũng phải cho tôi thêm 3 ngày, nếu không tôi thực sự không đào đâu ra tiền. Được thôi, nhưng mà tôi làm sao tin được bà. Thế này đi, ba ngày này để người đẹp lâm ở đây với tôi khi nào bà trả xong tiền cho tôi thì lúc đó có thể đưa người rời đi mặt của vương tuyết và lâm di giai đều biến sắc không cần nghĩ bọn họ cũng biết vương báo muốn làm gì vương tuyết chắc chắn không trả được tiền mà nếu lâm di giai ở lại nơi này vậy cả đời này của cô khác nào bị hủy hoại trong tay vương báo anh báo xin anh tin tưởng chúng tôi chúng tôi chắc chắn sẽ mượn tiền để trả cho anh mà lâm di giai khẩn cầu nhìn vương báo vành mắt hồng hồng giống như sắp khóc trong lòng cô hiểu rõ nếu bản thân ở lại đây sẽ gặp phải vận mệnh gì. Thậm chí cô còn không dám tưởng tượng sao dám ở lại nơi này. Tôi chỉ tin nếu như cô ở lại, vương báo bỡn cợt nhìn Lâm Di Giai, quay người nói với mấy tên đô con. Đưa cô ta đi, khi nào bà Vương trả tiền lúc đó mới có thể nhận lại người. Vương báo nói xong đã muốn quay người đưa Lâm Di Giai rời đi. Cực phẩm mỹ nữ như Lâm Di Giai, hắn rất muốn nhanh chóng đưa cô lên giường Mẹ, mẹ mau cứu con. Nhìn thấy hai tên đua con vạm vỡ đang cưỡng ép kéo cô vào trong, Lâm Di Giai bị dọa đến mức hai chân mềm nhũng, lớn tiếng hét lên. Anh báo, cầu xin anh tha cho con gái tôi đi, tôi đồng ý ở lại đây. Vương Tuyết vội vàng túm lấy Vương Báo, lại bị một tên đua con khác ngăn cản. Mẹ, mẹ mau đi tìm anh rể đến đây cứu con, chỉ có anh rể mới có thể cứu con. Lâm Di Giai lớn tiếng vừa khóc vừa hét. Cô muốn giải dụ để thoát khỏi hai tên đàn ông này, nhưng sức của cô chỉ nhớ giải ngứa cho chúng, hoàn toàn không làm được gì. Đúng, đúng, anh báo xin anh đợi một lát. Con rể tôi có tiền, nó thực sự có tiền. Tôi bây giờ sẽ gọi nó đến trả tiền cho anh. Con rể bà, con rể của bà là ai? Con rể của tôi là Lục Trần, chính là người mà lúc trước trúng được giải nhất kia, trúng được 100 triệu, tôi lập tức gọi điện cho nó. Trúng được 100 triệu, Vương báo ngẩn ra. Đúng là hắn đã từng nghe nói khoảng thời gian trước ở Du Châu có tin có người trúng thưởng 100 triệu. Trong lòng vẫn có một chút nghi ngờ. Không biết có phải Vương Tuyết đang muốn lừa hắn không? Anh báo là thật đấy. Cái người trúng 100 triệu đó chính là con rể của tôi. Không tin anh đợi một chút. Tôi lập tức gọi nó đến đây là anh sẽ biết được thôi. Trong lòng Vương báo vẫn còn chút do chữ. Hắn cảm thấy việc này không thể trùng hợp như vậy. Nếu như con rể vương tuyết thực sự trúng được 100 triệu, bà ta cần đi vay lãi cao sau. Con rể bà ta cho bà ta mấy triệu cũng được. Ngay lúc này, vương tuyết cũng đã gọi đến số điện thoại của lục trần. Đột nhiên tất cả mọi người nghe được tiếng chuông điện thoại treo ở bên ngoài cửa. Mọi người đều quay lại nhìn, chỉ thấy một người thanh niên khuôn mặt lạnh nhạt đang đứng ở cửa đại sảnh nhìn vào họ. Mà tiếng chuông điện thoại cũng là từ vang lên ở trên người của anh. Lục Trần, con rể tốt của mẹ con mau đến đây cứu em gái của con vương tuyết nhìn chàng trai trẻ vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ không sai thanh niên này chính là lục trần đã bám theo đến đây thật ra anh đã đến đây được một lúc nhưng mọi người đều không chú ý nên không ai phát hiện ra thấy vương tuyết đi vay nặng lãi lục trần biết chắc chắn là bà ta mượn để đánh bạc trong lòng anh có chút tức giận không ngờ vương tuyết lại điên rồ như vậy vì muốn gỡ gạc còn vay cả nặng lại thế này, chuyện này đúng là điên mất thôi. Lục Trần rất muốn cho Vương Tuyết nhận lấy một bài học sâu sắc, anh muốn rời khỏi chỗ này không quan tâm đến nữa. Nhưng nhìn thấy đối phương cường ép Lâm Di Giai ở lại, anh suy nghĩ một chút, đành phải lạnh lùng bước vào. Anh rể, mau cứu em, em sợ lắm, em không muốn ở lại đây. Lâm Di Giai thấy Lục Trần giống như nắm được cọng cỏ cứu mạng, liền mình gào khóc nói con rể tốt của mẹ con mau cứu di giai đi mẹ biết sai rồi sau này mẹ sẽ không đi đánh bạc nữa vì cứu con gái lần đầu tiên trong đời vương tuyết cúi đầu nhận sai với lục trần thả cô ấy ra thiếu bao nhiêu tiền tôi trả về việc vương tuyết nhận sai lục trần không thèm để ý vương tuyết vì trả nợ đến cả lãi suất cao cũng vay anh vốn không tin mấy lời nói dối của bà cho dù là nhân tài khi đã đánh mất bản thân cũng sẽ trở thành một ma cờ bạc lời của một con nghiện cờ bạc nói, có câu nào đáng để tin tưởng chứ? Anh đã từng tầng mắt chứng kiến có người vì cai cờ bạc đã nhấc dao chặt đứt ngón tay út của bản thân để ghi nhớ. Nhưng chả được bao lâu, lại ngựa quen đường cũ. Bước vào sòng bạc rồi lại thua đến cái quần lót cũng không còn. Một triệu hai trăm ngàn vừa đúng một triệu hai trăm ngàn. Vương Tuyết vội vàng nói. Lục Trần nhìn Vương Báo. Mấy người Vương Báo cũng nhìn Lục Trần, Đúng vậy, cả gốc lẫn lãi vừa tròn 1 triệu 200 ngàn. Cho tôi số tài khoản. Vương báo ngẩn ra, sau đó mỉm cười đưa số tài khoản cho Lục Trần. Lục Trần ghi nhớ số thẻ, lấy điện thoại di động ra chuyển khoản ngay tại chỗ. Mấy phút sau Vương báo nhận được tin nhắn chuyển khoản. Hắn nhìn thử đúng là tin nhắn báo 1 triệu 200 nghìn được chuyển đến. Hắn nheo mắt dò xét Lục Trần một chút, rồi mới khua tay lên ra hiệu cho hai người đàn ông vạm vỡ thả người anh rể cảm ơn anh lục trần nhìn lâm nhi giai trong lòng thở dài cô em vợ bây giờ cái gì cũng tốt chỉ là thích đi theo vương tuyết gây sự khắp nơi hy vọng sau này cô có thể độc lập một chút lâm Di giai gặp phải một người mẹ như vậy có lẽ cũng là nỗi khổ của cô lục trần có một linh cảm sớm muộn gì cô em vợ của mình cũng sẽ bị mẹ của cô hại nhảy vào biển lửa anh rể mau đi thôi Lâm dì dài thấy Lục Trần không nói lời nào, đưa tay kéo ống tay áo của anh. Cô không muốn ở lại đây một phút nào nữa. Trong tích tắc dường như cô đã không còn suy sụp. Có thể nói, nếu không phải đột nhiên nhìn thấy Lục Trần, giây phút cô bị cưỡng ép kéo đi, cô chút nữa đã bị dọa cho ngất đi. Chờ một chút, Lục Trần lắc đầu. Anh báo đúng không? Tiền tôi đã chuyển cho anh. Có phải anh nên đưa lại giấy nợ này cho tôi hay không? Giấy nợ? giấy nợ gì? tôi vốn chưa hề ép buộc mẹ cậu viết giấy nợ. anh Bảo cười, vẻ mặt diễu cợt. Lục Trần chuyển hướng nhìn Vương Tuyết. Vương Tuyết nói, có viết. khi nãy cậu ta còn đem ra cho mẹ xem. tôi nói không có là không có. các người muốn ở lại tắm rửa, tôi sẽ sắp xếp người cho các người. nếu không muốn tắm rửa, vậy xin mời rời khỏi, đừng làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của chúng tôi hắn đã chắc chắn Lục Trần đúng là người trúng được giải thưởng lớn 100 triệu. Làm sao có thể dễ dàng buông tha cho Vương Tuyết như vậy? Anh ta còn muốn từ từ lừa gạt 100 triệu của Lục Trần nữa. Giọng nói của Vương Báo vang lên, sau đó những người đàn ông vạm vỡ khác dồn dập sông tới, khoanh tay đứng trước mặt Lục Trần. Ánh mắt của từng người đều rất không thân thiện. Anh rể, chúng ta đi nhanh đi, chúng ta không cần giấy nợ, Lâm Di Gia nhìn thấy hành động của đối phương, vội vàng kéo tay Lục Trần. Không cần giấy nợ, để lần sau bọn họ lại tìm các người đòi trả tiền ư. Vốn dĩ Vương Tuyết cũng muốn mau mau rời đi, nhưng nghe những lời Lục Trần nói, ngẫm lại mới thấy đúng. Nếu như không lấy lại giấy nợ, chắc chắn bọn họ có thể đến tìm mình. Nhóc con, cậu có đi hay không? Sắc mặt Vương Báo thay đổi, bắt đầu uy hiếp. Nhìn thấy nắm đấm của mấy tên đàn ông to lớn kia nắm chặt lại, khớp ngón tay vang lên từng tiếng kêu giòn giả. Vương Tuyết và Lâm Di Dài trốn ra sau lưng lục trần theo bản năng. Hai người về trước đi, tôi sẽ lấy giấy nở ở chỗ bọn họ. Lục Trần thấy vậy đành phải nói. Được rồi, vậy con nhất định phải cẩn thận đó. Vương Tuyết vội vàng gật đầu kéo Lâm Di Dài đi ra ngoài. Hiện tại bà chỉ muốn mau chóng rời khỏi chốn thị phi này. Còn Lục Trần có thể lấy giấy vay nở giúp bà thì tốt, nhưng nếu không lấy được thì cũng không sao bây giờ bà chỉ muốn bản thân có thể an toàn rời khỏi đây cũng chưa từng nghĩ tới lục trần ở lại sẽ có kết cục gì anh rể không cần chúng ta đi thôi mặc dù trong lòng lâm di giai rất sợ nhưng cô cũng vô cùng lo lắng cho hậu quả mà lục trần phải đối mặt khi ở lại nhưng cô còn chưa nắm được tay của lục trần thì đã bị vương tuyết lôi ra cửa lớn mẹ mẹ làm gì vậy sao chúng ta có thể bỏ mặt anh rể ở đó chứ lâm di giai có chút tức giận cho dù nói thế nào, nếu không phải khi nãy lục trần xuất hiện kịp thời vì trả tiện cho mẹ, sao cô có thể đi được? Cậu ta ở lại đòi giấy nợ, không có giấy nợ, con có muốn thấy mẹ con bị người ta đuổi theo khắp nơi không? Đến lúc đó lỡ như người ta muốn ép buộc con ở lại đây thì sao? Lâm dì dài ngơ ra, ngẫm lại cũng đúng. Nếu như hôm nay không lấy được giấy nợ, cô cảm thấy cô và mẹ mình sẽ không được bình yên. Trừ khi hai người rời khỏi du châu ngay hôm nay rồi không trở về nữa. Nghĩ vậy nên dù trong lòng Lâm Di Giai có hơi lo lắng cho Lục Trần, nhưng vẫn cùng Vương Tuyết đi ra khỏi bãi tắm. Nhóc con, cậu không coi Vương Báo tôi ra gì à? Thấy hai người Vương Tuyết trời đi, Vương Bảo nhìn Lục Trần vẽ mặt u ám. Ánh mắt của những người đàn ông vạm vỡ khác cũng rất khó coi. Nhóc con, mày thật sự không cuốc. Một người cao to hung dữ quát lên. Tôi không đi thì làm sao? Lục Trần diễu cợt nhìn đối phương cho dù thêm mấy tên lưu manh nữa thậm chí muốn dở thủ đoạn ngang tàn với lục trần thì hôm nay anh vẫn muốn xem xem đám người vương báo sẽ đối phó với anh như thế nào vừa khéo tâm trạng của anh cũng đang không tốt muốn đánh vài người để hả giận nhóc con nếu mày muốn chọn cái chết ông đây sẽ giúp mày vương báo cũng nổi giận vừa nói xong lập tức vung tay về phía lục trần vương báo là con nhà võ lúc này hắn nén giận ra tay nếu như là người bình thường chắc là sẽ bị một quyền của hắn đánh ngã đối mặt với một đấm tàn nhẫn của vương báo khóe môi lục trần nhếch lên thành một nụ cười duỗi tay một cái đã chụp được tay của vương báo kéo một cái lập tức nghe thấy âm thanh trật khớp cổ tay vang lên để tao giết chết nó vương báo trên lên một tiếng ôm lấy cổ tay giận dữ hét lên hắn không ngờ lục trần cũng là con nhà võ hôm nay lại càng không thể tha cho lục trần mấy tên to con thấy lục trần có thể phế bỏ tay của đại ca họ nhào nhào gầm lên một tiếng rồi lao về phía lục trần lục trần cười lạnh mỗi tên một quyền mỗi vài đường đã đánh cho bọn họ bò ra đất hết vương báo hoàn toàn biến sắc không nghĩ lục trần lại mạnh đến như vậy mặc dù hắn đã lăn lộn trong thế giới ngầm nhưng thế lực của hắn cũng là do có nhân vật lớn chống lưng nếu không đã bị sớm những thế lực khác tiêu diệt thấy lục trần mạnh như vậy hắn sao còn dám dòm ngó 100 triệu của lục trần. Lão Tam lấy giấy nợ của bà ta đến đây. Vương báo có hơi sợ, vội vàng gọi người đàn ông vừa mới đứng dậy. Tên cao to tên Lão Tam cũng như bị sư sự mạnh mẽ của lục trần làm cho sợ, gật đầu vội vàng lấy tờ giấy vay nợ ra. Lục trần nhìn thấy giấy nợ, lấy bật lửa, tách một cái châm lửa đốt bỏ tờ giấy. Trong lòng vương báo thầm thở vào, lục trần lại lôi một cái ghế con ra ngồi xuống đại đại ca anh còn muốn làm gì tinh thần thép đột nhiên trở nên yếu ớt tiền mẹ tôi nợ các người đã trả hiện tại chúng ta tiếp tục tính toán xem khoản phí tổn thất tinh thần của mẹ tôi khoảng thời gian này là bao nhiêu đúng rồi còn có em vợ của tôi nữa lục trần nở nụ cười giễu cợt vốn gì anh ta muốn trả tiền cầm lấy giấy nợ rồi rời đi không ngờ vương báo lại còn muốn dở trò với anh vậy anh phải chơi đùa với vương báo một chút đại ca chuyện này anh làm thế nào được chứ bà ta bị tổn thất tinh thần thì nên để bà ta tính toán với chúng tôi có đúng không thế nào bà ta là mẹ của tôi tôi tân là con rể tìm các người tính toán phí tổn thất tinh thần không có vấn đề gì chứ mẹ anh chúng tôi không thấy bà ta xem anh như con rể đâu nếu không làm sao có thể bỏ anh lại không quan tâm lo cho bản thân mà chạy trước được sắc mặt vương báo trở nên khó coi, nhưng hắn vẫn nói. Đại ca à, đừng đùa, vừa rồi anh cũng nhìn thấy trạng thái tinh thần của mẹ và em vợ anh đều rất tốt. Ồ, nói cũng đúng, tôi thấy tinh thần của hai người họ thật sự rất tốt. Lục Trần gật đầu, rất đồng ý với cái nhìn của Vương Báo. Vương Báo thầm thở vào, nhưng ngay lập tức Lục Trần lại nói. Trạng thái tinh thần của hai người đó rất tốt, không chừng tòa án cũng không tin tinh thần của hai người đó có vấn đề. Vậy nên khi nãy các người đánh hội đồng tôi, làm tôi sợ đến mức hai chân mềm nhũng ra, tinh thần cũng phải chịu tổn thương nghiêm trọng. Anh xem, tôi giúp bản thân anh tìm anh tính toán phí tổn thất tinh thần cũng không có vấn đề gì nhỉ. Sợ đến hai chân nhũng ra, khiến cho tinh thần của anh tổn thương nghiêm trọng, sắc mặt của vương báo bỗng chốc trở nên tím tái. Con mẹ nó một mình anh đánh bọn này bảy, tám đứa còn khiến cho tay của bọn họ đều bị trật khớp. Đậu má anh có thể không phân đúng sai trắng đen như thế được sao? Mấy tên to con kia cũng tức giận trợn tròn mắt. Bọn họ chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như vậy. Lúc này không biết ai mới là người đổi trắng thay đen. Trong lòng vương báo hận không thể đánh chết lục trần. Nhưng hắn không dám, cố gắng khống chế cảm giác giận dữ của mình. Đại ca, Cậu đưa số thẻ cho tôi, tiền này tôi không cần, tôi trả lại cho cậu. Coi như hắn thông minh, nhanh chóng hiểu được đối phương muốn hắn phun ra 1 triệu 200 ngàn, thậm chí còn muốn dọa ngược hắn lại một khoản. Hắn nào dám tiếp tục dông dài, đánh không lại, nói cũng không lại. Nếu như thật sự đưa lên tòa án, hắn không chết chắc mới là lạ, việc của bọn họ vốn dĩ là trái pháp luật. Bởi vì có ông to làm chỗ dựa, nên hắn mới dám dở trò như vậy nhưng nếu thực sự dính tới tòa án, hắn cảm thấy ô dù kia cũng sẽ không giúp nổi. Dù sao chuyện lớn như vậy, người có thân phận địa vị càng cao sẽ càng không dám can dự, bởi vì như vậy chỉ làm cho họ mang thêm tai tiếng. Không, đó là tiền của anh, vốn nên thuộc về anh. Hiện tại chỉ tính toán xem các anh khi nãy đã mang đến cho tôi bao nhiêu thương tổn thôi. Đầu tiên một đám người các anh hội đồng tôi đánh cho bên trong của tôi chịu nội thương nghiêm trọng nên đền 4 triệu tiền thuốc thang. Thứ hai, tập thể các người đe dọa tôi, làm cho tinh thần của tôi mang thêm tổn thương nghiêm trọng. Nếu không trị tốt có thể tôi sẽ bị tâm thần phân liệt, chuyện này bồi thường 6 triệu cũng không cao. Sắc mặt vương báo trắng bịch, hắn đã nghĩ tới đối phương đòi phí tổn thất tinh thần chắc chắn sẽ không ít, có thể là sẽ đến 2 triệu. Nhưng đánh chết hắn cũng không ngờ, đối phương lại điều đòi nhiều như vậy. Đại ca, cậu làm vậy có chút quá trớn đó, Chúng tôi vốn không có đánh cậu, trái lại là cậu đánh chúng tôi bị thương. Muốn đòi phí tổn thất tinh thần cũng là chúng tôi đòi cậu chứ. Tôi nói các người đánh tôi chính là đánh tôi. Tôi nói tinh thần của tôi chịu tổn thất nghiêm trọng thì là chịu tổn thất nghiêm trọng. Thế nào, có vấn đề sao? Lục Trần thờ ơ nhìn Vương Báo, đem những lời trước kia của Vương Báo trả lại nguyên si cho hắn. Mọi người trong đại sảnh đều không nói nên lời, đây đúng thật là đang uy hiếp mà nhưng bọn họ không thể nói lục trần uy hiếp. Lỡ như chọc giận lục trần, ầm ị đến tòa án, tuy sẽ không đền nhiều tiền như vậy, nhưng bọn họ cũng xong đời. Bản thân đã làm chuyện trái pháp luật. Thấy lục trần đàng hoàng trịnh trọng nói sang bậy, vương báo bực bội muốn học máu. Từ trước đến nay chỉ có hắn uy hiếp người khác, chưa từng có ai dám quan minh chính đại uy hiếp hắn như vậy. Đại ca à, cái này cậu có chút vô lý đó. Tất nhiên vương báo không thể đồng ý, là 10 triệu lần đó, toàn bộ dòng dõi của hắn cũng chỉ có 2-3 triệu mà tôi. Lại nói bọn họ cho vay lãi suất cao dễ dàng à, còn phải liều lĩnh ngồi tù, chạm đến ranh giới pháp luật, ngồi trên lưng cọp tinh thần hao tổ nghiêm trọng lắm có biết không? Cho dù có giết hắn thì cũng chẳng moi được gì. Cố tình gây sự, bản thân tôi có bị thương hay không tôi còn không biết sao. Lục Trần xa sầm mặt, đại ca xin đừng chất vấn chuyên nghiệp của chúng tôi nữa có được không? tính chuyên nghiệp nói như vậy anh còn là thần y nhìn vài lần là có thể nhìn ra tôi có bị nội thương hay không mau gọi ông chủ của các anh đến đây cho tôi nếu không ngày hôm nay tôi sẽ khiến cho người ta lấp kín cái bãi tắm của các người đám người vương báo bị lục trần dọa sợ hết hồn thằng nhóc này sao khó chơi vậy được nếu cậu muốn gặp ông chủ của chúng tôi như vậy tôi sẽ gọi điện thoại cho ông ấy chỉ là lát nữa ông chủ của chúng tôi đến cậu đừng có mà hối hận được lục trần nhắc nhở, hai mắt vương báo trái lại sáng người. Ông chủ của bọn họ chính là một nhân vật lớn. Mặc dù thằng nhóc này biết đánh nhau, nhưng cũng chỉ là một thằng chỉ biết dùng nắm đấm. Ở trước mặt ông chủ của hắn, cho dù anh đã trúng giải thưởng lớn trăm triệu, cũng chỉ là một con dung. Vương báo diễu cợt nhìn lục trần, lập tức lấy điện thoại ra gọi. Mấy tên to con kia cũng không nằm rên rỉ trên đất nữa. Cái nãy vốn chỉ lục trần đánh không dùng quá nhiều sức, Bây giờ cả đám đều đã bò dậy, diễu cợt nhìn lục trần. Bọn họ muốn xem xem, lát nữa lục trần sẽ có kết cục như thế nào. Con bà nó, vậy mà còn có kẻ dám dọa đòi ngồi lên đầu ông đây, không muốn sống nữa sao? Nửa tiếng sau, người được bọn vương báo gọi là nhân vật lớn cuối cùng cũng đã đến. Vừa mới vào cửa đã nghe được giọng điệu bá đạo. Trương thiếu gia, trương thiếu gia. Bọn người vương báo vội vàng nghênh đón, lục trần dựa vào ghế xoay người lại nhìn lại bị bóng lưng của bọn vương báo chặn lại con bà nó là đứa nào ngu thế dám tuyên bố muốn đóng cửa bãi tắm của bọn tao đứng ra đây cho ông một số đàn em bên cạnh nhân vật lớn kiêu ngạo quát trương thiếu gia anh chí chính là mấy người này muốn dọa dẫm chúng ta còn tuyên bố muốn đóng cửa bãi tắm của chúng ta nữa bọn người vương báo cuối cùng cũng thở vào hắn chỉ về phía lục trần cuối cùng lục trần cũng thấy được người tới sau đó anh mỉm cười thế mà lại là tên oan gia trương đạo nhân bên cạnh trương đạo nhân còn có sở kiều chí đi theo toàn là người quen cả mẹ nó quả thực không biết sống chết cút cho ông đây sở kiều chí đột nhiên nhận ra lục trần câu nói tiếp theo tựa như bị người ta bóp nghẹt cậu ta không ngờ lại là lục trần mặc dù cậu ta còn không biết thân phận cụ thể của lục trần nhưng người này lại là, là người được mấy vị gia chủ cùng với tạ vĩ hào và các ông lớn muốn đích thân mời rượu cậu ta cũng chỉ là một thiếu gia của gia tộc nhỏ căn bản không dám đứng trắng nối mặt được tên nhóc trương thiếu gia của bọn tao đến rồi không phải vừa rồi mai ầm ĩ muốn gặp trương thiếu gia sao đúng rồi trương thiếu gia của bọn tao chính là người thừa kế của nhà họ trương trong tứ đại gia tộc đấy vương Bảo nhạo báng nhìn lục trừng khuôn mặt trước đó bị lục trừng đánh bây giờ có trương đạo nhân ở đây hắn lập tức khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo lục trần cũng chưa từng liếc nhìn hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn trương đạo nhân thì ra là anh trương đạo nhân cũng không ngờ lại là lục trần quan hệ giữa hắn và lục trần đã tăng lên đến mức kẻ thù hắn ta còn chưa đi gây sự với lục trần không ngờ lục trần lại đến làm phiền hắn bài tắm này là chỗ mà hắn tự mình âm thầm mở ra lục trần lại tuyên bố gọi người đến đóng cửa lại đây không phải là muốn vả vào mặt của hắn sao đúng thế chính là tôi không ngờ bãi tắm này lại là do anh mở không ngờ đến anh đường đường là người thừa kế của nhà họ trương lại làm ra hoạt động phi pháp này khu tắm này không đơn giản chỉ để tắm rửa còn có cung cấp phục vụ mại dâm cũng là nơi mà trương đạo nhân thường dùng để tạo dựng mối quan hệ có thể nói, không ít ông lớn ở trong này đều có phòng riêng cùng với mỹ nữ, điều giáo riêng dành cho họ, những mỹ nữ này chỉ cần sau khi được ông lớn nào vừa ý, sẽ không để các cô ấy đi tiếp khách khác nữa. Đây cũng là chỗ mà những ông lớn kia nợ Trương đạo nhân phục vụ chuyên biệt, cách thức phục vụ đặc biệt cao cấp. Anh dám uy hiếp tôi? Sắc mặt Trương đạo nhân càng thêm âm trầm. Có phải anh cảm thấy khả năng của tôi không đủ để đóng cửa bãi tắm của anh không? lục trần trêu tức nhìn trương đạo nhân khuôn mặt vốn âm trầm của trương đạo nhân nghe câu này của lục trần trong lòng hắn lại giật mình nơi này liên quan đến chuyện riêng của rất nhiều ông lớn nếu thật sự bị lục trần mách với tạ vĩ hầu chẳng những khiến cho các mối quan hệ kia của hắn gặp nạn mà còn đưa nhà họ trương bọn họ vào hoàn cảnh bị động trong lòng trương đạo nhân hung hăng mắng lục trần một trận sau đó lại đổi sang bộ mặt tươi cười ôi ngọn gió nào thôi ông lớn như người anh em lục đến đây thế này vẽ vàng cho kẻ hèn này nhanh nhanh dân trà cho người anh em của chúng ta trương đạo nhân cũng không ngốc lúc này không thể đắc tội với lục trần chỉ đành phải cười cười trước đợi lục trần quên đi bọn họ có sự chuẩn bị tốt mới có thể xử được lục trần một đám đàn em trợn mắt nhìn trương thiếu cha hôm nay anh không uống lộn thuốc chứ nhất là vương báo quả thực không dám tin vào hai mắt của mình đây chính là đại thiếu gia nhà họ trương đấy cậu ấy lại có dáng vẻ giống như sợ tên nhóc này tên nhóc này có lai lịch gì chỉ có sợ kiều chí dường như hiểu được ý của trương đạo nhân lục trần chính là người xưng anh gọi em với tạ vĩ hào và với các ông lớn trước khi hoàn toàn biết được lai lịch của lục trần cậu ta biết rõ trương đạo nhân cũng không muốn tùy tiện đối địch với cậu ta còn đứng ngay ra đó làm gì rót trà cho người anh em lục nhìn vương báo ngơ ngác Trương đạo nhân thấp giọng quát: "Ờ, vâng, vâng." Vương Bảo khẽ giật mình, trong lòng mang theo nghi ngờ, trước đây hắn là đại ca ở đây, nhưng lúc Trương đạo nhân đến, hắn cũng chỉ là một chân chạy việc, còn muốn mời tôi uống trà sau, vậy thì tốt rồi, lại đây ngồi bên này chúng ta tâm sự một chút. Vẻ mặt Lục Trần châm chọc cười cười, nếu không chú ý đến sự giễu cợt trong mắt anh, còn tưởng bọn họ là bạn bè cũ lâu ngày không gặp. Nên vậy, nên vậy. Trương Đạo Nhân mỉm cười. Lục Trần thậm chí là có tư thế đạo khách thành thù. Nhưng hắn ta lúc này chỉ muốn nhanh chóng tiễn ôn thần này đi. Cũng chỉ có thể đi đến ghế salon bên cạnh Lục Trần ngồi xuống. Thằng nhỏ này là người của anh. Lục Trần chỉ chỉ Vương Báo hỏi. Vương Báo tức giận. Thằng nhỏ, mẹ nó ông đây còn lớn hơn mày đấy. Vâng, không biết thằng nhỏ này đắc tội gì với người anh em Lục rồi. Trường đạo nhân khẽ giật mình lúng túng gật đầu vậy cậu ta làm việc có phải là phải được sự đồng ý của anh không bình thường việc nhỏ tôi cũng không trông nom Trường đạo nhân nói là thật những người này đi theo hắn không phải ăn uống vệ sinh chơi gái đều phải hỏi hắn ta cho vay nặng lãi cũng là chuyện nhỏ lục trừng cười như không người chỉ cần chuyện lục trừng xưng anh gọi em với tạ vĩ hào và những ông lớn kia anh muốn đóng cửa bãi tắm của hắn ta thật đúng là chuyện chỉ trong mấy phút. Bởi vì bãi tắm này của hắn vốn phục vụ kèm theo mại dâm. Thậm chí trong chớp mắt, hắn ta đã nghĩ đến hai loại khả năng. Một là đi con đường phía chính phủ, trực tiếp đóng cửa tra xét. Một loại chính là để lộ ra cho phóng viên đưa tin. Cái đó, người anh em lục, gặp nhau là có duyên, chuyện trước kia của chúng ta cũng đã nghe nói, anh muốn 10 triệu phí tổn thất tinh thần, tôi một xu cũng không thiếu của anh. Không, tôi sẽ đưa cho anh thêm 5 triệu, chúng ta kết bạn thế nào? Không thể động vào, trương đạo nhân đành phải chịu thua. Nghĩ đến trước đó vương báo nói chuyện lục trần bị đánh, muốn thu phí tổn thất tinh thần, trong lòng trương đạo nhân đã rất xem thường lục trần. Lục trần chỉ cần một quyền đã đánh ngã được cao thủ như hàng thiên, chỉ với mấy người này của trương báo còn chưa đủ để anh ta xỉa răng. Trương thiếu gia, rốt cuộc thằng nhãi này là ai? Tại sao đến cả anh cũng không làm gì được hắn? đám người vương báo thấy đến cả trương đạo nhân cũng chịu thua, trong lòng không khỏi tò mò về thân phận của lục trần. Trương đạo nhân chính là đại thiếu gia của trương gia, mà trương gia lại là một trong bốn gia tộc lớn nổi tiếng lâu đời ở Du Châu. Ngược lại, sở kiều chí càng thêm bối rối. Không phải nói anh ấy chỉ là ông chủ của một cái siêu thị thôi sao? Trương đạo nhân còn chuẩn bị đến siêu thị của anh ấy để làm một vài việc bẩn thiểu gì đó. Anh cảm thấy anh có tư cách kết bạn với tôi sao? Lục Trần hài hước nhìn Trương Đạo Nhân. Nhưng mà anh có rất nhiều tiền, tôi cũng không thể không cho anh chút thể diện có đúng không? Như thế này đi, anh chuyển cho tôi 50 triệu tiền bồi thường tổn thất tinh thần, tôi lập tức nhận anh làm bạn. Người anh em Lục thật biết nói đùa, ha ha. Trương Đạo Nhân ha hả cười, trong lòng thì thầm chửi, 50 triệu tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Mẹ nó, hắn ta chỉ cần 10 triệu là có thể mua được cái đầu chó của tên này rồi. Thế nào anh thấy 50 triệu quá nhiều Chắc anh cũng biết rõ Chỉ dựa vào việc tối hôm đó tôi được tạ vĩ hào Và các ông lớn đích thân mời rượu Giá trị con người của tôi ít nhất cũng phải 500 triệu Hiện tại anh muốn kết giao bạn bè với tôi Phí bồi thường thiệt hại tinh thần là 50 triệu Thật sự không hề cao Tạ vĩ hào đích thân mời rượu anh ta Trời, thật hay giả vậy Thân phận thật sự của thằng nhãi này trâu bò đến thế sao? Đám người vương báo nghe xong, tim cũng co rút lại. Nếu những lời thằng nhãi này nói là thật, thì hôm nay bọn họ chọc vào tổ ong vò vẽ rồi. Người anh em lục, đây không phải là vấn đề tiền. Hơn nữa, người có thân phận như anh cũng không thiếu tiền, chúng không? Trương Đạo Nhân chịu đựng bực bội trong lòng, cười gượng nói. Không không, có vẻ là anh không hiểu biết gì về tôi rồi. Tôi chỉ là một người thô tục tầm thường, không yêu người đẹp, chỉ yêu tiền tài. Như thế này đi, Xét thấy sự chân thành của anh nên tôi tranh thiếu một chút. Đưa tôi 49 triệu 999 thôi. Chúng ta đều là người cần thể diện, không thể tiếp tục mắc cả nữa được đâu. Lục Trần xua xua tay, bày ra vẻ như yêu tiền. Thật ra là anh muốn tống tiền Trương Đạo Nhân. Buổi tối hôm đó không phải Trương Đạo Nhân muốn đến siêu thị kiếm chuyện sao. Hơn nữa anh có cảm giác sau này Trương Đạo Nhân sẽ không thể chịu đựng được mà đi kiếm chuyện với anh. Một khi đã như vậy thì cứ tống tiền hắn ta trước đã. Chờ đến khi hắn ta đến kiếm chuyện xong lại tống tiền thêm lần nữa, hoặc là gây một chút chuyện phiền toái cho trương gia. Xem về sau hắn ta còn dám đến siêu thị kiếm chuyện không? Lục Trần vừa nói xong, đám người trương đạo nhân trợn tròn mắt. Chỉ bớt đi một tệ, đây thực sự là sự sỉ nhục. Trong lòng trương đạo nhân đã bực bộ đến nỗi muốn hộc máu, nhưng hắn ta không dám đối đầu trực diện với anh 50 triệu không phải là con số nhỏ. Tuy hắn ta là người thừa kế của trương gia, nhưng đâu phải mình hắn. Trương gia con cháu đầy đàn, mấy người anh em của hắn ta không tên nào giỏi tiết kiệm. Tuy hắn ta có nắm giữ một phần cơ nghiệp, nhưng số tiền mà hắn có thể lấy ra không vượt quá 20 triệu. Nếu là 10 triệu, thì hắn ta còn có thể cắn răng lấy ra. 50 triệu, trừ phi là cha hắn gợt đầu, còn không chỉ có thể tìm người khác vay tiền quan trọng nhất chính là khi hắn ta xảy ra chuyện mấy người anh em kia của hắn chỉ đến xem kịch vui làm gì có ai chịu cho hắn mượn tiền người anh em lục anh đừng có mà ép người quá đáng tuy rằng trương đạo nhân cảm thấy sự sỉ nhục này rất lớn nhưng hắn ta vẫn phải cố gắng đè nén sự tức giận được rồi nếu anh không muốn làm bạn bè với tôi thì tôi cũng không ép anh nụ cười trên mặt lục trần chưa từng thay đổi trương đạo nhân thở phào hắn ta đang định khách sáo vài câu thì thấy lục trần lấy điện thoại ra gọi điện ông hứa đang bận việc gì à tất nhiên là lục trần đang gọi điện cho cục trưởng hứa hứa tả quân à hóa ra là cậu lục tôi vừa mới xuống nhà ăn cơm cậu đã ăn cơm chưa nếu chưa ăn thì đến nhà ăn ở cục tôi mời cậu hứa tả quân cười nói được hôm nào đó tôi sẽ đến tìm ông bây giờ tôi có một vài vấn đề muốn thương lượng với ông Ông có thể dành ra một vài phút để nghe không? Lục Trần cũng cười nói. Tất nhiên là được rồi, cậu nói đi. Hứa tả quân trả lời. Là như vậy, tôi phát hiện trang bị của cảnh sát Du Châu chúng ta có vẻ không được tốt. Ông đưa cho tôi số tài khoản trong cục của ông. Tôi quyên góp 50 triệu giúp các đồng chí cảnh sát Du Châu chúng ta đổi mới một ít trang bị. Miễn cho một vài con sâu làm rầu nội canh làm ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố của chúng ta. Đúng rồi, Tôi còn thấy bãi tắm ánh trăng, chướng khí mù mịt, bốn phía xung quanh đều làm phục vụ mại dâm. Cũng mong mọi người dành một chút thời gian rửa sạch nơi này. Bãi tắm ánh trăng chính là bãi tắm của trương đạo nhân. Ở đầu dây bên kia, hứa tạ quân nghe Lục Trần nói xong giật nảy mình. Tất nhiên là ông ta biết rõ ràng về tình hình của bãi tắm ánh trăng. Có rất nhiều ông lớn đến nơi đó. Ngay cả ông ta cũng đã đến vài lần. Bàn tay cầm điện thoại của hứa tạ quân hơi rung ông ta ngẫm lại ý tứ trong lời nói của lục trần không biết lục trần muốn làm lớn chuyện này hay chỉ muốn gây chút phiền toái cho trương gia nếu lục trần muốn làm lớn chuyện này ông ta tuyệt đối tin tưởng lục trần chắc chắn sẽ nói với tạ vĩ hầu như vậy nhất